Tây xin kính chào quý vị và các bạn. Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh là một đoạn trích kinh điển trong Tây Du Ký, được tái hiện trên sân khấu kinh kịch cổ điển. Tây Du Ký là một tác phẩm văn học Trung Quốc nổi tiếng được viết bởi Ngô Thì Ân và Trần Nhà Minh. Tác phẩm này kể về cuộc hành trình của thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh và những rắc rối mà họ gặp phải trên đường đi. Trong câu chuyện này, thầy trò Đường Tăng gặp phải một nữ yêu do một đấng xương trắng tu luyện mà thành, tự xưng là Bạch Cốt Phu Nhân. Bạch Cốt Tinh là yêu quái ở động Bạch Hổ đã ba lần biến hóa để lừa bắt Đường Tăng. Bạch Cốt Tinh muốn bắt Đường Tăng ăn thịt, nên đã ba lần giải dạng người dân Hiền Lương đến tiếp cận nhưng đều bị Tôn Ngộ Không phát hiện và đánh chết. Vì người trần mắt thịt Đường Tăng không nhận ra, nên đã đuổi Ngộ Không đi cầu xin nhưng không được, cuối cùng phải nhận nào chia tay huynh đệ về núi Hoa Quả Sơn. No!
也就难与哟。